Quý vị các bạn thân mến, ngày hôm nay thì Nếm đang có mặt tại trường đua ngựa nổi tiếng nhất Việt Nam, đó chính là trường đua ngựa Bắc Hà. Mọi người có thể thấy là xung quanh đây đang có rất nhiều khán giả đổ về đây để cổ vũ cho 32 tay nài ngựa đến từ khắp các nơi trong huyện Bắc Hà. Trước khi mà vào trong trường đua thì chúng ta sẽ phải mua vé với một cái mức giá là 60.000 đồng một người. Vòng loại thì chỉ 40.000 thôi. Ở đây thì Nếm đang thấy có những tay nài ngựa họ đang tập trung tại đây để chuẩn bị. Mỗi một chú ngựa như thế này thì sẽ được đánh số thứ tự từ cái lúc mà bốc thăm rồi. Đây là chú ngựa 101, 102 và số 99. Rồi, đúng rồi, chúng ta cũng không nên đứng ở phía đuôi ngựa nhỉ. Anh là người Mông à? Anh là đua bao nhiêu năm rồi? Năm đầu tiên. Ôi ôi, năm đầu tiên hả anh? À, đấy, mọi người thấy không? Những chú ngựa khi mà đứng gần nhau này nó sẽ đá hậu ấy nhỉ? Ngựa của anh ở đâu anh? Bát Sát. Đâu, anh đâu? À, ngựa chưa đến. À, chưa đến à? Anh số 100 à? Vâng. À. Bát Sát à? Con ngựa của anh là tuổi đời bao nhiêu? 3 tuổi. À, nhưng mà Bát Sát thì là mãi bên huyện khác à? Xã Y Tý à? À, tức là không chỉ riêng mỗi Bắc Hà mà xung quanh tỉnh Lào Cai à? Ừ. À, cảm ơn anh nhá. Hóa ra là không chỉ có mỗi huyện Bắc Hà đâu mà còn rất nhiều những cái huyện khác cũng tập trung tại đây. Đây là một cái giải đấu chung của tỉnh Lào Cai. Và đây cũng là một cái lễ hội mà kích cầu du lịch. Đây là một đoàn văn nghệ gồm những cô gái người Hờ Mông với cái trang phục rất là sặc sỡ như thế này. Mình không biết đây là người Mông gì, mà chắc là lát nữa mọi người sẽ vào biểu diễn cái màn thổi sáo thế này. Trên này thì cái số lượng người dân tộc Hờ Mông sinh sống thì chiếm cũng đa phần đấy mọi người ạ. Người Tày, người Kinh, người Mông và một ít người Dao, người Nùng. Anh ít. À, cố lên nhá. Số 29, đấy là một bạn mà đến từ Điện Biên. Với đam mê đua ngựa thì bạn ấy cũng có mặt tại đây để học hỏi và thi đấu. Đây là số 25, một chú ngựa bạch. Không biết là chú ngựa bạch này thì có... Năm nay vô địch nhất. À, đâu anh? Anh năm nay anh đua bao nhiêu năm rồi? Em đua cũng được mấy năm anh ạ. Mấy năm rồi? Thế mấy năm trước thành tích như nào? Cũng có lần thì cũng... là gì đấy. À thế à, đây số 68, anh tên là gì anh? Thảo Xeo Phừ. Thảo Xeo Phừ nhá, chúc anh năm nay đạt giải cao nhất nhá, vô địch càng tốt nhá. Đây mọi người có thể thấy là khán giả đổ về đây rất là đông, sức hút của trường đua rất là hấp dẫn. Năm nào cũng tổ chức nhưng mà năm nào thì du khách cũng chật kín như thế này. Trong cái thời gian chờ đợi tổ chức thì mình đang thấy có một số tay nài ngựa họ đang tập luyện dần để cho chú ngựa có thể quen được cái không khí tại trường đua. Lát nữa thì có một số chú ngựa thì cũng là năm đầu thi đấu tại đây nên sẽ phải luyện tập cho tinh thần của chú có thể là quen với trường đua như này, bởi vì xung quanh đây có rất nhiều cái tiếng hò reo của khán giả cũng như là tiếng loa đài, tiếng nhạc. Đây, chú ngựa này thì đang luyện tập đây, số 83. Và anh ấy cũng đang rất là mong muốn được giải của năm nay. Cái môn đua ngựa này thì mình thấy là các hạng cân thì gần như là không có. Và mình thấy là có những chú ngựa thì tuổi đời non nớt, còn có những chú ngựa thì đã thi đấu rất nhiều năm tại đây rồi. Những chú ngựa này khi mà nhìn thấy những đối thủ thì... rất là máu lửa luôn, như chú ngựa mà chúng ta đang thấy trước mặt đây thì đang rất là phấn khích khi mà thấy chú ngựa số 86 có cái vóc dáng to lớn đứng cạnh như thế này. Ngựa này thì cái đòn chiến đấu của nó sẽ là đá hậu nên nó sẽ xoay người và nó đá, vì vậy là lưu ý cho các quý khách khi mà đứng gần ngựa đua thì không nên đứng ở phía sau. Con này nó đang ngứa quá hả anh? Ngứa quá à? Con này có vẻ không sợ không khí nhỉ? Một số con khác sợ nhỉ? Con này số báo danh bao nhiêu đấy anh? 20 à? Nhưng mà bị mờ mất số rồi à? À. Ôi, chú ngựa số 86 này có cái bộ lông
màu hung rất là đẹp luôn. Đấy, được chăm chút, trải chuốt. Và khác với cả giải đua ngựa chuyên nghiệp của nước ngoài thì đua ngựa ở đây người ta sẽ không dùng yên ngựa mọi người nhá. Lát nữa cái yên ngựa này sẽ được tháo ra. Yên ngựa với ở cái tấm vải phủ ở trên này chỉ phục vụ cho cái việc là chụp hình thôi. Đó, chú nhá. Cháu quay cho ngựa chú tí, đẹp quá. Con này đã giải thi bao nhiêu năm rồi chú? Lần thứ 9 rồi. Ôi trời ơi, thế thành tích ta cao nhất là đến giải lần vòng nào rồi chú? À, cháu thấy rất ấn tượng. Tí nữa cái yên này sẽ tháo ra đúng không chú? À, đấy. Vâng. Con này độ tuổi của nó, nếu mà vòng thứ 9 thì chắc là độ tuổi nó phải chục tuổi ấy chứ chú? 8 tuổi ạ? À, 8 tuổi rồi. Thưa quý vị và các bạn, chú ngựa này có thể coi là sẽ được diễn ra có nhiều kinh nghiệm đây này, rất nhiều kinh nghiệm luôn, nên là nó dạn dĩ lắm, không hề sợ. Hai chú ngựa này đang ganh nhau đây này, thơm má nhau luôn đây này. Đây là chắc là nó đang thăm dò đối thủ, xem cái tinh thần đối thủ có vững vàng hay không. Đấy. Ai trời ơi. Chú ngựa bạch này có số là 39. Hai chú ngựa này theo như mình thấy là có vẻ là độ tuổi vẫn còn khá non. Anh ơi, anh là chủ ngựa này à? Không, em là chủ ngựa bên kia. Anh có biết là độ tuổi của bọn này là khoảng mấy tuổi không? Con này chắc nó rơi vào khoảng 5 tuổi anh ạ. 5 tuổi à? À. 5 tuổi thì có được xem là ngựa non không? Có anh ạ. À. Những con là nó phải gần chục tuổi rồi. Gần chục tuổi thì nó mới vừa nó kiểu nó mới bình đúng kiểu rồi. Nó trầm trầm đúng không? Nó mới là như kiểu là trung niên. À, còn đâu cái bọn này nó vẫn còn kiểu nghịch ngợm nhỉ? Còn trẻ thôi anh ạ. Đấy đúng không? Đi đua được 2 năm nay. À, 2 năm. Thảo nào. Con nhỏ thì chỉ đi năm đầu tiên. Vâng. Đấy. Đây mọi người nhìn này, đúng là kiểu ngựa non. Đấy, nó gặm cổ nhau từ nãy giờ luôn. Còn nếu mà ngựa già hơn thì nó sẽ điềm tĩnh hơn. Có lẽ đây là chú ngựa mà hạng cân nhỏ nhất ở đây. Mình không biết là độ tuổi của cậu này bao nhiêu, nhưng mà bây giờ mình sẽ hỏi thử nhá. Anh ơi, chào anh nhá, cho em quay con ngựa của anh gì nhá. Em đang thấy hình như là con ngựa của anh là con ngựa đang nhỏ nhất ở đây đúng không anh? Độ tuổi của nó là bao nhiêu anh? Một năm á? Con này mới được một năm nhá. À, tức là nhưng mà một năm mà anh lúc mà vòng loại thì là có bao nhiêu ngựa nhỉ? Bao nhiêu cơ? 104. Mà chú ngựa này vẫn vào được vòng trong, tức là cũng thành tích cũng khủng khiếp anh nhỉ? Đấy, chú ngựa này mới có 1 tuổi mọi người nhá. Đây là vận động viên mà trẻ tuổi nhất tại đây. Anh đã thi cái này được bao nhiêu năm rồi? Năm đầu tiên. Năm đầu tiên luôn, mà vào vòng chung kết được luôn. Rồi hay quá. Con ngựa này số bao nhiêu anh? 87 ạ. Đây, chú ngựa 87. Và theo như vừa nãy mình gặp gỡ một số anh này ngựa ngoài kia thì có nói là mặc dù chú ngựa này có cái kích cỡ vừa thua xa đối thủ nhưng mà chạy rất là tít luôn. Cái này anh độ tự tin của anh để mà vào sâu trong thì anh mong muốn là mình sẽ vào đến vòng thứ bao nhiêu? Vòng chung kết nhỉ, đấu giải nhất như nhỉ, con này bây giờ mà giải nhất là chắc là mấy ông kia kiếp hết nhỉ. Đây mọi người nhìn này, chú ngựa này mới có 1 tuổi thôi. Và con này mà được vào chung kết thì sang năm trái dám đua. Đúng rồi, sang năm là người ta toàn đem ngựa non đi đua phải không? Đấy, thay vì như cái số vừa nãy là số 86 thì đua được 8 năm rồi, thì chú ngựa này mới đua được năm đầu tiên. Đấy, anh ấy nuôi được 1 năm rồi. Anh tên là gì? Ngựa của Lâm Văn Thảo. Lâm Văn Thảo. Thế là anh là người Mông à? Anh người Giấy ạ. Người Giấy á? Ô, người Giấy ở đây cũng người Giấy anh. À ra là đây, mọi người nhìn này. Chú ngựa này vào được vòng trong, vượt qua phải mấy chục đối thủ rồi, thì đây là cũng là một cái vận động viên rất là đáng gờm. Bên cạnh chú ngựa 87 khi nãy thì mình cũng đang thấy là chú ngựa số 57 này cũng khá là non nớt và nhỏ. Để mình hỏi xem là chú ngựa này độ tuổi là bao nhiêu nhá. Chào em nhá. Cho anh quay em tí.
Anh thấy chú ngựa 87 này là vừa nãy là bảo là 1 năm tuổi, thì con của em là số 57 là bao nhiêu tuổi? 2 tuổi rồi. 2 tuổi á? 2 tuổi mà nó cũng không nhỉnh hơn so với con 1 tuổi này mấy nhỉ? Nó là ngựa bạch. À ngựa bạch, à ngựa bạch thì nó sẽ bé hơn ạ. À. Ngựa bạch nó lâu lớn hơn. À ngựa bạch, hóa ra là ngựa bạch thì sẽ lâu lớn hơn, nhưng mà giá trị kinh tế thì những chú ngựa bạch này sẽ đã cao gấp đôi. Đất gấp đôi con màu đen. Con này được bao nhiêu tuổi anh? 4 tuổi à? Công nhận là ngựa bạch lâu lớn thật. Đấy, mọi người nhìn này. Bao nhiêu cơ? 80 triệu á. Úi ôi. Giá trị của chú ngựa này là 80 triệu mọi người ạ. 45 triệu. Ôi, hóa ra là chú ngựa bạch như thế này thì giá trị kinh tế rất là cao này. 45 triệu. Em đua được bao nhiêu năm rồi em? Năm đầu luôn à? Thế mà vào được vòng chung kết này là cũng rất là giỏi đấy. Đấy. Chưa biết là ngựa nào mới là ngựa giành chiến thắng của ngày hôm nay, không biết là ngựa già hay là ngựa non. Tuy nhiên là các vận động viên họ sẽ cố gắng là thi tốt nhất có thể để cống hiến cho quý vị khán giả những cái màn trình diễn tốt nhất. Chúc cho chú ngựa bạch số 57 này sẽ đạt thành tích tốt nhá. Nhỏ tuổi nhưng lợi hại đấy nhỉ. Đấy mọi người có thể thấy này, con ngựa bên cạnh này đứng cao, vóc dáng cao hơn hẳn đấy. Chưa kể là những cái con mà tuổi đời 8-9 năm. Những ca sĩ, nghệ sĩ đang ngồi trên lưng ngựa đi dạo quanh trường đua để các du khách có thể là chiêm ngưỡng. Đi phía sau của các ca sĩ là đoàn diễu hành của các xã. Đây là xã Cốc Ly. Đây là đoàn đua của thị trấn. Phía đằng sau là xã Thải Giàng Phố. Những vận động viên đang diễu hành quanh sân để chào khán giả. Cái bạn gái mà đang đi đầu kia có vẻ là đang diện bộ trang phục người Tày. Xã Na Hối. À, xã Na Hối là cái xã mà mình đã quay những chú ngựa đua và lò luyện ngựa của anh Cương. Đấy. Đây là những chú ngựa đua đến từ xã Na Hối. Đằng sau là xã Bản Phố. Ồ, xã Bản Phố có vẻ rất đông vận động viên. Xã Bản Phố này thì rất nổi tiếng với rượu ngô Bản Phố, một loại rượu mà rất nặng, không phải ai cũng có thể là uống được cái rượu đấy, bởi vì rượu ngô Bản Phố là rượu có thể đốt được luôn, đốt cháy đấy. Tiếp theo là xã Lùng Phình. Ngoài các xã ở trong huyện Bắc Hà ra thì chúng ta sẽ thấy được các vận động viên đến từ các huyện bạn. Đây là huyện Simacai. Huyện Simacai thì họ đã lựa chọn một cái trang phục riêng cho các vận động viên màu vàng như thế này để thấy sự khác biệt. Đây, đây là xã Tả Văn Chư, một xã mà nằm ở độ cao rất cao luôn mọi người ạ. Mình đã có một cái vài tập quay ở xã Tả Văn Chư với cái độ cao là gần 1.600m so với mực nước biển. Nên khi mà chúng ta lên với Tả Văn Chư này thì chúng ta sẽ săn được mây và tận hưởng những cái bầu không khí mà mát lạnh, lạnh gấp đôi ở dưới thị trấn Bắc Hà luôn. Ồ, chú ngựa bạch của xã Tả Văn Chư này được chăm chút giữa bộ lông rất là đẹp. Tiếp theo là xã Tả Trải. Ồ, xã Tả Trải này nhiều quá, xã Tả Trải này nhiều ngựa đua quá mọi người ơi, phải tới hơn chục chú ngựa này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, trời ơi. Tiếp theo là huyện Bát Sát. Wow, huyện Bát Sát cũng rất là thành công khi mà đưa được rất nhiều vận động viên vào trong vòng chung kết như thế này. Có lẽ cũng phải tới cả chục, hơn chục vận động viên đấy. Trời ơi, nhiều thế nhỉ. Huyện Bát Sát lại đông thế nhỉ. Không biết là có sự nhầm lẫn gì ở đây không, nhưng mà mình thấy rất là ấn tượng luôn. À, rất nhiều chú ngựa bạch đang được dẫn ở dưới cùng. Và ngựa bạch như vừa nãy là chúng ta đang có hỏi với mấy anh này ngựa là giá trị của ngựa bạch sẽ cao hơn rất nhiều so với ngựa màu thông thường như thế này. Đấy, chú ngựa bạch này cũng rất là đẹp luôn. Máu chiến. À, đi cuối cùng chính là tổ trọng tài, những người mà sẽ cầm cân nảy mực
để giúp cho những vòng đua sẽ được công bằng nhất. Phía bên trên những hành lang của những hộ gia đình nằm sát với cả sân vận động thì gần như tất cả những không gian đều chật kín rồi. Mọi người tận dụng tất cả những cái khoảng trống kia để làm chỗ ngồi xem giải đấu. Vòng đua đầu tiên. Vòng đua đầu tiên của những chú ngựa đến từ Na Hối và huyện Simacai. Rất là kịch tính luôn. Các vận động viên bứt tốc rất là nhanh. Wow. Chú ngựa Bạch đang dẫn đầu đoàn đua luôn. Tuy nhiên là chú ngựa Màu Hung cũng đã bắt kịp thời rồi. Tốc độ rất là khủng khiếp mọi người ạ. Tốc độ chắc là phải mấy chục cây số trên giờ đấy. Tuyệt vời. Số 36. Chú ngựa số 27 đang bỏ cuộc rồi. Bởi vì là không thể chạy tiếp tục được nữa và chú đã quyết định bỏ cuộc. Ôi. Tuyệt vời. Wow. Máy quay của mình còn không kịp quay luôn. Chúng ta cuối cùng vẫn cố tự bám đuổi, không chịu bỏ cuộc. Rất là kịch tính mọi người ạ. Đây là vòng đua thứ tư rồi. Tuyệt vời quá. Liệu có bất ngờ gì xảy ra hay không? Đây là lượt đua thứ hai. Tuyệt vời quá, có lẽ là mình sẽ sang bên phía đích kia để đón chờ những chú ngựa khi mà về đích. Mình sẽ đón đầu ở chỗ phía đích như thế này. Tốc độ của chú ngựa số 10 101 rất là nhanh luôn, bỏ xa các đối thủ. Tuy nhiên là chưa biết được. Ôi, hai chú ngựa theo sau cũng đã bắt kịp và vươn lên vị trí thứ hai, thứ ba. Ôi, tốc độ của chú ngựa 101 thực sự rất là ấn tượng luôn khi mà cách xa đối thủ, bỏ xa đối thủ tới vài chục mét. Vị trí thứ hai rồi các bạn ạ. Wow. Số 72 là ngựa Vàng Xeo Trúng đến từ xã Bản Phố. Wow. Chú ngựa này phóng rất là nhanh luôn. 101, một đối thủ đáng gờm cho trận chung kết. Số 72 ở vị trí thứ hai, Vàng Xeo Trúng. Thực sự rất là hay. Giải đua này mọi người nên tới đây để tham gia. Ôi, chú ngựa số 101 đã bỏ xa đối thủ cả 100 mét rồi. Này ngựa chém ra xúa đến từ huyện Bát Sát. Anh nhìn xem, anh nhìn chân dung của chú ngựa 101 rất xa các đối thủ của mình rồi. Chúng ta cùng chờ đợi xem liệu có bất ngờ gì xảy ra hay không. Còn một vòng đua nữa. Vâng, và vị trí số 2 vẫn đang sau là đã tỏ ra kiên kệ rồi. Bản Phố. Không còn muốn vị chạy trí nữa. Số 3 với số áo 91 là ngựa Lâm Văn Nam đến từ xã Tà Trải. Và như vậy thì sẽ không có kịch tính nào xảy ra trong cái đường đua này, bởi vì là số 101 quá nhanh. Quá nhanh mà quá mạnh. Rồi, hãy chờ xem giây phút về đích của 101. Chúng tôi có thể chắc chắn rằng này người tráng ra xúa của huyện Bát Sát sẽ là người thắng sức đầu tiên. Vâng, xin chúc mừng anh. 101. Huyện Bát Sát sẽ là một đối thủ đáng gờm cho những vận động viên của huyện Bắc Hà. Đúng ngựa số 22 của anh Vàng Văn Cương đến từ xã Na Hối là một đối thủ rất là đáng gờm, bởi vì là anh Cương đã có rất nhiều lần mà đạt giải cao của cuộc đua ngựa Bắc Hà, và anh cũng là một thầy giáo chuyên dạy các vận động viên mới. Con ngựa 22 của anh Cương là một con ngựa rất là nhiều năng lượng, nên là nó phải nhốt vào một cái chuồng riêng như kia. Hy vọng là anh Cương sẽ có thể là nài con ngựa này về đích với thành tích tốt nhất để vào được vòng sâu trong. Mình cũng rất là may mắn khi mà vào được nhà anh Cương để xem cái lò luyện ngựa của anh, một người rất là tâm huyết với nghề đua ngựa. Đây là các đối thủ của anh Cương, số 73, số 25
và số 20 mấy kia mình cũng không nhìn thấy. À số 30. Đây là học trò của anh Cương, một cậu em đến từ Điện Biên. À, hay quá. Như vậy là lượt đua thứ ba đã được bắt chúng ta đầu hãy rồi. Chờ xem. Vâng, ngay từ những giây đầu tiên, đã có tốc học độ trò của anh Cương có vẻ ôi ngang ngựa rồi. Vâng, và sự cố đã xảy ra rồi quý vị ạ. Đã có một sự cố xảy ra, đó là chú ngựa kia đã ngã ngựa. Đấy là học trò của anh Phạm Văn Cương. Sự cố đã xảy ra rồi, rất đáng tiếc quý vị ạ. Vâng, với một chú ngựa có tốc độ chạy rất cao. Vâng, thật đáng tiếc cho đại ngựa số áo 29 Điêu Văn Quốc của xã Na Hối. À, vâng, như vậy là không phải học trò của anh Cương nào, chú ngựa kia đang bị thương. Cả nài ngựa và chú ngựa đều đang có cái vết thương rất là nặng. Có vẻ như chú ngựa không thể đứng được bằng cái chân bên trái. Tuy nhiên cái hình ảnh này thì chắc là mình sẽ không quay đâu. Học trò của anh Cương đang dẫn đầu rồi, số 29. Anh Cương đang đi ở vị trí cuối cùng. Hy vọng là cái vòng đua cuối cùng thì sẽ vượt tốc và về đích. Rất là kịch tính. Như vậy là này ngựa Lâm Văn Kiều của xã Na Hối số 25. Thật đáng tiếc cho anh. Chúng tôi xin được bày tỏ sự tiếc nuối cho nài ngựa Lâm Văn Kiều đến từ xã Na Hối với số áo 25. Anh đã là nài ngựa xảy ra sự cố. Hiện nay thì dẫn đầu đang là nài ngựa Điêu Văn Quốc đến từ xã Na Hối. Vâng, các nài ngựa đã ngoài giải cá nhân ra thì ở đây người ta sẽ còn chấm cả giải đồng đội, tức là sẽ cộng thành tích của các thành viên trong đội đua và sau đó thì sẽ nhận giải đồng đội. Chú ngựa 85 này có màu rất là đẹp nhưng mà thể lực rất là sung mãn, vì vậy là nó khá là khó để vào vị trí, cũng không tránh được bởi vì là các chú ngựa này rất là ít khi mà được ra phía bên ngoài này. Ôi chú ngựa 85 công nhận là cái tốc độ khủng khiếp, mặc dù là xuất phát sau nhưng mà nó đã vươn lên cái vị trí số 2 rồi. Ôi, mọi người ơi, cái vòng đua này, đây có lẽ là số 20 sẽ là một đối thủ đáng gờm cho chú ngựa 101 mà chúng ta được chứng kiến ở vòng đua thứ hai, 20. Số 20 đã bỏ xa đối thủ tới cả gần 100 mét. Cuộc đua song mã sẽ diễn ra. Vâng, đúng là như vậy. Wow, rất tuyệt vời. Vâng, một màn đua song mã tại nước đại rất là hay, tính và rất hấp dẫn. Đây, hai đối thủ này đang kỳ nhau từng mét một. Khi mà hai chú ngựa mà đi sát nhau như thế này rất là dễ xảy ra cái sự cố. Nếu mà chú ngựa nào mà có tinh thần không tốt sẽ bị đối thủ vượt qua. Đây là vòng đua thứ ba rồi, chỉ còn một vòng đua nữa thôi. Ở vị trí đầu tiên vẫn đang là nài ngựa Lô Văn Dương số 20. Số 20, một đối thủ rất là đáng gờm đối với cả 101. Anh chỉ còn lại một vòng đua nữa thôi. Đây, hai đối thủ này vẫn còn đang kỳ nhau từng song mã vẫn đang diễn ra trên đường đua. Đó là nài ngựa số áo 85 Lâm Văn Thàng đến từ xã Tà Trải và số áo 17 Giang Sơ Hòa đến từ xã Thải Gia Phố. Chúng ta cùng chờ đợi xem hai nài ngựa đang ở vị trí cách nhau cả 100 mét này thì chắc chắn là sẽ không có chú ngựa nào có thể vượt qua được số 20 trong vòng đua này rồi. Có lẽ nài ngựa Lô Văn Dương 20 về đích gần như chắc chắn sẽ cán đích đầu tiên. Về đích. Vâng, và nài ngựa số áo 17
chú ngựa này khi mà vào đường đua rất là khó để có thể là nó đứng yên. Dù sao thì cái giải đua này cũng chỉ là kinh nghiệm thôi, chứ còn không có là một cái khóa huấn luyện giống như là bên nước ngoài đây. Là những chú ngựa ở đây rất là bất cam, rất mọi người nhìn này, nó chạy lung tung luôn đấy. Con 102 này. Nào. Đấy còn đá nhau kia kìa. Con 44 còn đá con số 102. Các tay nài ngựa sẽ sử dụng những cái tiếng xì. Với cái màn đua này rất là kịch tính luôn. Ôi, hai chú ngựa đã ngã rồi. Hai chú ngựa đã ngã rồi. Có thể tiếp tục lên ngựa và tiếp tục vòng đua hay không? Và chú ngựa này, có một chú ngựa thì chú ngựa số 96 kia. Sau khi mà rời khỏi chủ thì gần như là mất phương hướng. Số 44 vẫn đang dẫn đầu. Chú ngựa số 96 đang tỏ ra rất là hoảng sợ vì là và cái không khí trường đua này. Vòng đua của mình rồi, anh hãy cố gắng lên. Đây, số 102 mặc dù ngã nhưng mà vẫn lên ngựa để tiếp tục chạy tiếp. Anh hãy cố gắng lên. Ở vị trí đầu tiên, số 44 là vị trí đầu tiên. Và văn huy của xã Na Hối. Đấy là lý do tại sao mà các nài ngựa đều phải đội mũ bảo hiểm, bởi vì là cái sự nguy hiểm nó luôn rình rập trên đường đua. Chỉ cần sải chân một chút thôi thì là những chú ngựa cũng sẽ dễ bị thương và ngã ngựa. Có như vẻ như cái vị trí ở chỗ kia là cái vị trí mà luôn xảy ra những cái điều không mong muốn. Một lẻ hai này là cái chú ngựa mà vừa mới ngã nên là mới chỉ thực hiện được tầm khoảng 2 vòng đua thôi. con này và khi mà đã xảy ra sự cố rồi, số 44 gần như đã mất cơ hội vào vòng trong. Tuyệt vời, chúc mừng số 44. Vòng đua tiếp theo. Đấy, chú ngựa 68 kia là muốn chạy luôn rồi đấy. Chú ngựa số 68 là chú ngựa mà mình đã gặp ở ngay đầu cổng. Đợt đua số 6 rồi, chỉ còn 2 đợt đua nữa là chúng ta sẽ vào những cái vòng tứ kết. Để xem là những chú ngựa tới những cái vị trí kia có xảy ra cái sự cố nào không. Đấy là cái chỗ đường cua tử thần đấy mọi người ạ. Wow, số 68 mặc dù đã dẫn đầu nhưng mà đã bị số bao nhiêu đang vượt lên kia. Ôi, kịch tính. Sự kịch tính. Cuối cùng số 68 lại giữ được cái vị trí đầu tiên. Số 78 đang rượt đuổi rất là sát sao luôn. 26 là vị trí thứ 3. Và ở vị trí cuối cùng chính là số ngựa số 70. Đang chạy rất là chậm. Có vẻ như là không muốn đua. Đây, 68 và 78 đang kè nhau từng phân một. Liệu rằng 78 có thể là vượt lên ở cái vòng đua cuối cùng hay không? Đây, hai nhìn số 68 và số 78 đây. Một cặp đua rất là kịch tính luôn. Cố lên. Cố lên hai nài ngựa, mình sẽ sang bên kia để bắt kịp được cái khoảnh khắc về đích của số 68 và số 78. Có vẻ như là số 68 vẫn giữ được phong độ để đứng ở vị trí đầu tiên. Tuyệt vời quá. Không chỉ cần dựa vào cái sức của chú ngựa mà cần phải kinh nghiệm nữa của những nài ngựa thì mới có thể là đạt được cái thành tích tốt nhất. Ôi, số 68 có vẻ như đang mệt rồi. Nhưng mà số 78 thì vẫn rượt đuổi đằng sau nên là số 68 không hề có ý định nào bỏ cuộc. Chúng tôi thấy rằng nành ngựa Thảo Xeo Châu đang cố gắng tăng tốc. Số 68. Đây chính là giai đoạn quan trọng sẽ nhất. Sẽ là vận động viên về đích đầu tiên. Để xem có bất ngờ gì xảy ra hay không.
cuối cùng số 78 lại tụt xuống ở vị trí thứ ba. Vâng. Đây là các nài ngựa đến từ huyện Simacai. Mọi người có thể thấy là các nài ngựa đang mặc trên cái bộ trang phục của riêng huyện. Đây. Để xem là huyện Simacai có thể là vào vòng trong để đấu với những chú ngựa đến từ Bắc Hà hay không. Chú ngựa này cắt đường đua luôn. Không hiểu tại sao mà khi bắt thăm thì những chú ngựa tại huyện Simacai lại đấu với nhau. Giá như mà được đấu so le, đấu cầm với cả những đối thủ của huyện khác thì có lẽ là sẽ kịch tính hơn. Mặc dù là gà nhà thôi nhưng mà các nài ngựa cũng sẽ cố gắng là đạt thành tích tốt nhất để vào vòng trong thi đấu với những chú ngựa mà đã về đích của vòng trước. Số 76 đang dẫn đầu. Giang Văn Cường, Nguyễn Simacai đang chiếm lĩnh vị trí đầu tiên. Chúng ta cùng chờ đợi xem. Vâng, nài ngựa đến từ huyện Bát Sát đang tập tốc quyết liệt. Và vừa có bất ngờ xảy ra. Số 100 đang rượt đuổi rất là sát với cả số 17 như vậy. 79 là dẫn đầu mọi người nhá. Mình xin lỗi vừa nãy là nhầm đơn thành 76. Nài ngựa xem Văn Dương, số 77 đến từ Simacai. À, có một chú ngựa nữa đang bỏ cuộc mất rồi. Ở vị trí đầu tiên vẫn đang là nài ngựa số áo 79 và Văn Cường của huyện Simacai. Thì khi mà ngồi gần với cả đường đua chúng ta nghe tiếng vó ngựa rất là mạnh mẽ. Tiếng vó ngựa đạp đất rất là mạnh luôn. Toàn cổ vũ rất là nhiệt tình luôn. Có lẽ là những vận động viên đến từ huyện Simacai cũng sẽ nhận được sự cổ vũ đến từ huyện nhà. Vâng, như vậy là bất ngờ đã xảy ra. Số 79 đã tụt xuống vị trí thứ hai và số 77 đã vượt lên. Số 79 lại lên tiếp tục. 77 và 79 đang kè nhau vượt lên ở vị trí thứ nhất rồi. Vâng, chúng ta hai đối thủ cũng đến từ huyện Simacai đã về đích. Đây là lượt đua cuối cùng của vòng đầu tiên. Hy vọng là bốn chú ngựa này sẽ có thành tích tốt để thi đấu. Chiến đây anh em ơi. Vâng, vòng này ở những giây đầu tiên có một nài ngựa đã bứt tốc rất nhanh. Và anh đã bỏ xa các đối thủ của mình rồi. Chú ngựa này sẽ là một đối thủ rất là đáng gờm đây này. Bởi vì là mình thấy là cái bước chân của chú ngựa sải chân rất là rộng, dài. Ở vị trí thứ 2 này là số 75 Vàng Văn Bao đến từ số 14 đang dẫn đầu. Và vị trí thứ 3 số 81 Nguyễn Văn Bính của huyện Sư Ca. Mọi người nhìn không? Chú ngựa này có bước chân chạy rất là dài và nhanh. Này thì đang có một chiếc xe tải được đưa vào để chở chú ngựa bị thương gãy chân ở cái vòng đua thứ hai. Rất là đáng tiếc. Rất đáng tiếc cho chú ngựa số 25. Quân 2018. Á quân 2018 đây. Số 14. Á quân 2018. Số 15. Nài ngựa Vàng Văn Pao của xã Lục Bình. Chú ngựa số 14 đã bỏ xa những chú ngựa còn lại cả trăm mét rồi. Nếu không có gì thay đổi thì số 14 sẽ là số mà về đích đầu tiên ở vòng đua thứ 8 này. Cố lên số 14. Vâng, hãy cố gắng lên, anh chỉ còn một vòng đua nữa thôi. Và cần phải hết sức thận trọng. 759 vị trí số 3. Mặc dù là về ghi ở vâng, chúng ta vòng này nhưng mà rất có khả năng chú ngựa đấy sẽ vào được vòng trong. Bởi vì là người ta sẽ tính bằng thành tích số giây chứ không phải là nhất của cái từng vòng. Và 99 của Bát Sát Tráng A Giò đã vượt lên ở vị trí thứ 2 rồi.
Ôi, lại một lần nữa có chú ngựa bị ngã rồi. Rất là nguy hiểm. Số 14, về đích. Vâng, này ngựa già xeo vương đã cán đích đầu tiên rồi. Xin chúc mừng anh. Số 99, Huyện Bát Sát đang ở phía sau. Và chúng tôi xin chúc mừng này ngựa Tráng Ca Giờ của Huyện Bát Sát với số áo 99. Sibakai. Về 81 thứ 3, số áo 81 Nguyễn Văn Bính của Sibakai. Còn chú ngựa kia thì không biết là có tiếp tục được nữa không, nhưng mà vừa nãy mình thấy là anh này ngựa đã bị ngã xuống đây rồi. Như vậy là tài lượng anh ấy sẽ vẫn cố gắng là hoàn thành vòng đua để tính thành tích đồng đội. Anh vẫn đang kiên trì để hoàn thành vòng đua của mình. Kiên nhẫn. Vâng, và chúng tôi số 75 anh cũng đã cán đích rồi. Xin mời quý vị khán giả đến với vòng đua đầu tiên của 116. Đây là 4 chú ngựa, 4 trong 16 chú ngựa có thành tích tốt nhất ở vòng loại vừa rồi. Đấy. Toàn là những chú ngựa mà có thành tích tốt nên là ơi, cố lên. Vâng, ngay tại những giây đầu tiên thì các này ngựa đã có tốc độ xuất phát rất cao. Wow. Cố lên mọi người ơi. Hãy cống hiến cho khán giả những cái màn đua tốt nhất. Vị trí đầu tiên vẫn đang là này ngựa mang số 20. Số 20 đang dẫn đầu. Tiếp theo là số 68. Thứ 3 là 44. Và ở vị trí cuối cùng là số 22 của anh Cương, người bạn của mình. Không biết là anh Cương với kinh nghiệm mà thi đấu nhiều năm liệu có thể là bước lên để vươn lên vị trí tiếp theo không? Xem liệu có bất ngờ gì xảy ra hay không? Đường dài thì mới biết ngựa hay. Vâng, con ngựa nào mà có thể lực càng dài thì sẽ càng có cơ hội vào vòng trong. Và số 68 đã vượt qua số 70 rồi. Số 68 đã vượt lên dẫn đầu rồi, vượt qua số 20. Và ở top thứ 34 kia thì mình thấy là số 22 của anh Cương cũng đang đuổi rất là sát với cả số 44. Vâng, để tránh những vì là cái sự xuất phát nó cũng không đồng đều nên thành tích của những chú ngựa cũng sẽ rất là khó để cân bằng được. Chỉ còn lại một vòng đua nữa thôi. Các này ngựa chúng ta hãy hết sức thận trọng. Tuyệt vời. Để tránh những sự cố đáng tiếc xảy ra. Ôi, số 68 này là một con ngựa mà rất là đáng gờm mọi người ạ. Của xã Bản Phố. Anh là một này ngựa rất đáng quan tâm. Mình đang chờ đón số 101, một con ngựa mà quy rất là nhanh. Vẫn là này ngựa có thành số 68 đã về đầu tiên, bỏ xa các đối thủ còn lại tận gần 100m. Và này ngựa số 2, cán đích số 2 là một lô vận chuyển số 50. Nông dân quê hương sắp hàng, chỉ vòng đua thứ 2 của 116. Và mình đã thấy sự xuất hiện của 101, một đối thủ rất là đáng gờm. Và bên cạnh đó là số 29, một người bạn của mình. Một người em đến từ Điện Biên, cũng sang đến đây để tầm sư học đạo, học của anh Cương. Hy vọng là số 29. Cố lên mon ơi! Ôi, số 101 lại bị hơi bị thiệt một chút khi mà xuất phát lại cuối cùng, do là chú ngựa mải quay mặt về phía sau. Tuy nhiên là 101 cũng đang cố gắng là vứt tốc lên. Mình sẽ vẫn là cố gắng cổ vũ cho số 29, một người bạn của mình. Và 101 đang vượt lên, chuẩn bị là lên vị trí thứ 3 rồi. 101 chạy rất là nhanh. Cố lên. À, màn đua rất là kịch tính luôn. 101 đã vượt lên vị trí thứ 3. Đúng là chú ngựa 101 là một chú ngựa mà có cái tốc độ rất là cao trong cái giải đua này. 101 đang cố gắng vượt lên. Tuyệt vời. Cố lên. Rất là hâm mộ số 101. Là đến từ huyện nào nhưng mà mình rất là mê mẩn cái số 101. Ở vị trí thứ nhất và thứ nhì thì 29 và một đối thủ còn lại thì đang so kè nhau từng phân một. Và 101 đang chuẩn bị vượt lên kìa. 101 đang bám đuổi rất là sát.
Vào vào vào. Ba chú ngựa đang bám sát nhau luôn. 14, 29 và 101. 101 đang bứt tốc. Tuyệt vời. 101 đúng là một con ngựa mà có tốc độ quá là kinh khủng. Mặc dù là xuất phát sau rất xa nhưng mà đang 101 đang cố gắng vượt lên vị trí thứ hai và cố gắng lên thứ nhất. Tuyệt vời quá. Wow wow wow, 101 đã lên vị trí thứ hai rồi. Đúng con ngựa idol của mình. 101. 101. Một chú ngựa rất là. Wow, 101, 101. Chỉ sau 29 một chút thôi. 101 vẫn là idol trong lòng của mình luôn. Một chú ngựa mà xuất phát sau nhưng mà đuổi rất là nhanh. Hy vọng là 101 sẽ tiếp tục tiến sâu vào trong vòng tiếp theo để mình sẽ tiếp tục thấy chú ngựa này thi đấu. Đây là lượt đua thứ 3 của vòng 116 với những chú ngựa là số 85, 78, 79 và 99. Mọi người hãy cổ vũ nhanh tay để lại comment xem là chú ngựa nào. Wow, số 78 đang vươn lên. Nào mình sẽ tiếp tục xem là ở vòng đua này chú ngựa nào sẽ về đích. Số 78 mặc dù là xuất phát sau cùng nhưng mà đang cố gắng là vươn lên vị trí thứ hai kìa mọi người. Wow 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 wow. Số 78 đã vượt lên đầu tiên luôn. Wow, số 78 một chú ngựa mà cái vóc dáng rất là lớn. Đấy, chú ngựa số 78 vóc dáng rất là lớn. Mặc dù là xuất phát cuối cùng ấy mà đang ở vị trí đầu tiên rồi. Đi sau sau là 76, tiếp theo là 85 và 99. À, trời ơi, cuối cùng thì 78 cũng đã vượt xa hẳn so với 76, tầm khoảng 5m. Tuy nhiên 76 cũng bám đuổi rất là sát. Vị trí đầu tiên chính là nàng ngựa mang số áo 78 theo siêu chu đến từ huyện Simacai. À, huyện Simacai, một huyện mà nằm sát với cả huyện Bắc Hà. Chúng ta có thể tới với cả Simacai để trải nghiệm những khu chợ viên như là chợ Cán Cấu. Vâng, như chúng tôi đã nói, chỉ một phút lơ là, một chút mất cảnh giác trên đường đua thôi thì có thể cơ hội sẽ số 78 vẫn đang dẫn đầu tiên. Tuyệt vời, tuyệt vời. Vâng, chỉ còn một vòng thi đấu nữa thôi, chỉ còn lại một vòng đua nữa thôi. Một cặp so kè 99 lại vượt lên ở vị trí thứ ba rồi. Trái ngang giờ về bất sát và Lâm Văn Thành của sát ta tràng. Các thành viên của trọng tài đã vào trong vị trí liên bang Simacai để bấm giờ. Đến với giải đua người đồng bằng thì sẽ có hai trọng tài bấm giờ như thế này. Đã có một sự chuẩn bị rất chu đáo và số 78 cũng như vòng 32 và vòng 16 này luôn luôn là những nành ngựa rất xuất sắc. Vâng, và chuẩn bị cán đích là đội số 8. Số 78 đã về đích rồi. 76 theo sau tầm khoảng 50m. Ở vòng đua cuối cùng thì có một vận động viên do chấn thương nên sẽ không tiếp tục thi đấu được, hơi tiếc. Tuy nhiên là với ba vận động viên này thì cũng sẽ có những cái sự kịch tính. Đấy, có khả năng là nông an toàn thưa quý vị. Khói bay mịt mù luôn. Wow wow wow, chú ngựa đầu tiên vừa chạy là vừa cong đuôi lên. Số 36, số 36 là số mà về thứ hai của vòng đua đầu tiên. Hiện tại anh vẫn đang dẫn đầu tiên. Đấy, số 36 đấy là số mà về thứ hai của vòng đầu tiên đấy mọi người ạ. Theo quan sát của ban tổ chức chúng tôi thì rất có thể sẽ có bất ngờ xảy ra tại những thời thời tiếc là chiếc máy quay của mình không thể nào mà zoom sát lên cho mọi người xem được. Chứ không thì mọi người sẽ thấy là cái sức dướn của những con ngựa này cực kỳ cao. Tốc độ có lẽ là phải 60-70 cây trên giờ đấy. Toàn đến từ xã Na Hối vẫn đang chiếm lĩnh vị trí đầu tiên. Và ngay sau đó là sự bám đuổi của Vàng Văn Nam và Giang Xeo Hòa của thành phố. Wow. Chú ngựa số 36 biển số của Thanh Hóa là chú ngựa đang dẫn đầu tiên. Tiếp theo là số 24 biển số của Lào Cai luôn. Vâng, này người Nông Văn Toàn đã bỏ khá xa các đối thủ của mình rồi. Chỉ còn một vòng cuối cùng chúng nữa thôi. Còn một vòng đua nữa, con này ngựa hãy hết sức thâm trọng. Số 36, một đối thủ rất là đáng gờm. Vâng, thi đấu cuối cùng.
17, biển số Thái Bình đang ở vị trí cuối cùng. Chúng ta cùng follow chờ đợi xem liệu có bất ngờ gì xảy ra hay không. Mỗi lần mà khán giả hò reo là sẽ có sự kịch tính diễn ra. Cơ hội sẽ không còn nữa đâu. Số 36, số 36 đã bỏ xa được với cả đối thủ tầm khoảng 30 mét rồi. Này ngờ nông văn toàn rất có khả năng. Đây sẽ là một đây sẽ là một đối thủ đáng gờm cho cái vị trí vô địch của năm nay. Số 36, mọi người hãy cùng nhau đón xem nhá. Trong thời gian chờ đợi những chú ngựa được nghỉ ngơi để đến với vòng bán kết và chung kết thì chúng ta đang được thưởng thức một cái điệu xòe, những tiết mục văn nghệ mà do chính bà con địa phương nơi đây đang thể hiện cho du khách gần xa tới để hiểu được cái một chút văn hóa ở vùng cao. Đây là bộ trang phục của người Tây, đằng sau là trang phục của người Hà Mông. Mọi người có thể thấy là những cái trang phục rất là sặc sỡ. Đấy. Những bác lớn tuổi như này thì sẽ đang cầm một chiếc khèn. Khèn cũng là một loại nhạc cụ truyền thống của người Hà Mông. Múa khèn là một cái văn hóa của vùng cao mà nếu như mà quý vị khán giả tới với cả vùng cao thì nên thưởng thức. Khác với bóng đá, sau vòng 1/16 thì chúng ta sẽ tới vòng chung kết luôn. Và những chú ngựa chung kết đó là số 29, 68, 78 và 79. Thì người bạn của mình là đang nài ngựa số 29, hy vọng là 29 cu cậu Mon này sẽ giành chức vô địch cho năm nay. Cố lên Mon nhé ơi. 101 xuất hiện rồi mọi người ơi. 101 đối thủ đáng gờm nhất ở trong giải đua năm nay. Và trong chung kết này thì chúng ta sẽ thấy được có huyện Bát Sát và huyện Simacai. 101 idol của mình. Hy vọng là 101 và 29 sẽ tranh nhau. Chưa được. Trọng tài chưa để ý. Trọng tài phất nha vội quá. Mình thấy trọng tài phất quả đấy là hơi vội. Đưa lên phất luôn là không được. Trọng tài vừa đấy là pha xử lý hơi bị lỗi một chút. Bởi vì là cờ phải dương lên cao phất thì mới là chuẩn. Chứ còn đâu chỉ đưa ngang mà vất xuống thì sẽ không hợp lý cho lắm. Rồi, tốt nhất là chúng ta sẽ để cho các vận động viên thi một lần nữa thì sẽ đảm bảo là tính công bằng hơn. Rồi, cuối cùng là 1/1, idol của mình đã xuất hiện. Bát Sát. 1/1 đến từ Bát Sát mọi người nhá. Mời quý vị khán giả hãy xem trận chung kết và ai sẽ là người về vô địch đây. Không biết là có phải là những chú ngựa mà xuất phát ở phía sau kia là thành tích xấu hơn không. 1/1, chú ngựa rất là máu chiến. Ấy, 1/1. Ôi, 1/1 lại bị lờ thiện rồi. Cố lên 1/1. Anh tin vào em. Và 29 vẫn là Cố lên. Với vòng đua là 1.500m thì liệu 1/1 có thể bước lên để chiếm lĩnh vị trí đầu tiên hay không? Đang ở vị trí đầu tiên là huyện Simacai, đại diện từ huyện Simacai. Và chú ngựa người bạn của mình, Kumon thì đang ở vị trí thứ 3 và Kumon có vẻ như đang sẽ cố gắng vượt lên vị trí thứ 2. Rất là kịch tính. Đây là vòng đua thứ 2 rồi. Và đã đến vòng đua. Chúng ta cùng chờ sự bứt phá của các anh ạ. Rồi, kịch tính đã xảy ra. Ba chú ngựa đúng là những là số 68 của bản phố đã vươn lên vị trí đầu tiên và số 29 cũng đang chuẩn bị vươn lên vị trí thứ hai. Ôi, thật sự đáng tiếc cho số 101, mình rất là tiếc cho 101. Một chú ngựa mà có tốc độ rất là cao, tuy nhiên là vào vòng trong này thì cũng vẫn bị lợi thiệt so xuất phát chậm. Dẫn đầu là tài xế vui của tài 68, 78 và 29, cố lên Mon ơi. Chỉ còn lại một vòng đua nữa. Còn lại một vòng đua cuối cùng thôi. Hãy vứt tóc về đích đi các anh em. À.
Và vị trí thứ hai vẫn đang là Thảo Xeo Trê của Nguyễn Sĩ Văn. Có lẽ là số 68 sẽ là chú ngựa vô địch của năm nay. Chính là chú ngựa mà mình đã gặp và chúc mừng khi mà anh ấy đang ở ngoài trường đua. Cố lên 68, 78 và Cubin ở vị trí thứ ba. Hơi đáng tiếc cho một người em của mình đến từ tỉnh Điện Biên. Chúng ta hãy cùng nhau ngắm nhìn lại chân dung của những chú ngựa mà đạt giải rất là cao của năm nay. Đầu tiên là Cubin. Cubin thì mình đã có duyên để quay Cubin rồi. Ôi, cố gắng rồi. Năm đầu tiên và thứ ba được rồi. Cố lên nhá. Rồi. Năm thứ ba, năm đầu tiên mà vào thứ ba được, ok. Rồi, chúng ta sẽ cùng ngắm nhìn chú ngựa số 68 đây. Đây, chú ngựa số 68. Đạt tích rất là cao luôn. Đấy. Tuyệt vời. Chúc mừng. Chúc mừng số 68. Rồi, các khán giả, những người hâm mộ đang bủa vây lấy số 68 để sờ lên chú ngựa, cũng như là ai cũng muốn lấy may, ai cũng muốn sẽ năm tới sẽ làm việc và bứt tốc giống như chú ngựa 68 như thế này. Đấy, ai cũng muốn lấy may, mình sẽ vào mình sờ lấy may số 68, số lộc phát đấy. Lộc phát đấy. Đấy, nhân duyên cho nếm gặp được số 68 ngay từ đầu cổng nên hôm nay số 68 đã về chức vô địch thì mình cũng có một chút cả nhỏ coi như là cái sự cống hiến của số 68 trong giải đua năm nay. Thì đây. Đây rồi. Mời mọi người vào đây cùng mình nhá. Đây là giải nhất. Anh có nhận ra em không? Lúc đầu quay ở cổng không? Có anh. Chúc mừng anh nhá. Đây là quà của em tặng cho cô chú ngựa chiến thắng. Dạ vâng, em cảm ơn rất nhiều ạ. Vâng nhá. Chúc anh năm sau thi tốt, cống hiến được nhiều hơn nữa nhá. Sờ cái lấy may 68. Đây lộc phát nhá. Anh em sẽ về bờ hết nhá. Đấy nhá. Anh em nhá. Mọi người nếu mà ai có ai chưa đến được Bắc Hà thì nhớ nhá. Trước 6:30 nhá, số 68. Rồi mình sẽ sang gặp với cả mai mình sẽ đưa về bờ nhá. Rồi đi, sang số 29 nào. Đây. Mình sang số 29 của người bạn của mình đó. Đây. Đây, một người bạn của mình, một con ngựa mà Kumon cũng có thành tích rất là cao trong mùa năm nay và chúc mừng. Anh á, em ra đây, Quốc. Đây, một người em đến từ Điện Biên với tinh thần yêu ngựa và năm nay đã quyết định sang đây. Đây là thi đấu năm đầu tiên à? Vâng, em năm đầu tiên em tham gia. Đấy, mà học đua ngựa được 2 năm rồi. Nên là anh hy vọng là em năm sau sẽ đạt được thành tích cao nhá. Vâng. Đây là quà của em tặng anh nhá. Cảm ơn anh ạ. Đấy, hy vọng là cái tình yêu đua ngựa này sẽ được lan tỏa và cái môn thể thao đua ngựa này sẽ còn tiếp tục phát huy để các tỉnh thành khác, thì những ai mà đam mê về đua ngựa cũng sẽ tiếp tục được cống hiến và theo dõi anh ạ. Đây là huấn luyện viên. Đây huấn luyện viên đây. À, huấn luyện viên đây ạ. Đây mình cũng sờ số 29 nữa. Lên. Cảm ơn ngon nhá. Nhưng ông nếm là phải bế lên. Đấy. À, Mon ơi, có cảm nghĩ gì khi mà về giải ba của năm nay? Hơi buồn một tí. Hơi buồn tí nhá. Hơn năm sau cố gắng nhá. Còn non quá. Tuổi đời là năm. Bây giờ có mấy 4 4 tuổi. Thế thì còn sẽ còn tiếp tục được nữa. Vẫn còn chinh chiến. Thế con bé có được 2 tuổi thôi. Thế Mon chào khán giả từ hôm trước đi. Đây, cho Mon chào khán giả nào. Nào, trước khi kết thúc video thì đã. Đó. Chúc Mon năm sau thi đấu tốt nhá. Đấy, tranh thủ làm tí cỏ. Rồi. Tạm biệt mọi người nhá. Hy vọng mọi người sẽ tiếp tục đến với Bắc Hà vào năm tiếp theo để chứng kiến những màn đua ngựa mà lầy lửa như thế này nhá. Cảm ơn anh em nhá. Trân trọng mời anh, kính mời anh và cả team vào trong gia đình của em. Ok. Mời em. Ok. Nhưng mà chưa có kiểu ảnh nào với idol luôn nhá. Idol ném đi. Nào.